Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio review sách của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn quyển sách Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm, Sáng Tạo Là Bất Quy Tắc. Tác giả Dave Chott. Sáng tạo bất quy tắc là nội dung chủ yếu được tác giả Dave Chott kéo khéo léo lồng ghép vào ba cuốn sách quảng cáo của ông. Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm là cuốn sách thể hiện thành công nhất thông điệp đó. Có một vài cuốn sách trong đời mà bạn sẽ cảm thấy tâm đắc và thích được đọc đi đọc lại nhiều lần. Nếu là những người làm marketing creative, chuyên gia quảng cáo sáng tạo, thì những cuốn sách gối đầu giường của họ thường sẽ là Làm Bạn Với Hình Ảnh, Làm Bạn Với Chữ, Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình, Thôi Miên Bằng Ngôn Từ, Nghề Quảng Cáo, v.v. Trong vô vàn những cuốn sách hay về marketing, tập hợp 3 cuốn sách lập nghiệp quảng cáo của David Short có thể xem là một điểm sáng hiếm hoi nổi lên nhờ sự khác biệt. Một cuốn sách dạy về quảng cáo sáng tạo, nhưng nội dung của nó lại tuyệt nhiên không hề ẩn chứa một thông điệp quảng cáo nào. Nói đúng hơn, Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm, 1 với 1 là 3, hay Sáng Tạo Là Thần Sầu, là những cuốn sách với văn phong rất đặc biệt, phù hợp với mọi con người, mọi tầng lớp xã hội và thậm chí những câu chuyện được kể trong đó, ngoài việc khiến ta bật cười thích thú, còn đọng lại dư âm rất lâu trong đầu, khiến cho ta một lần nữa lại phải ngấu nghiến, nghiền ngẫm. Cuốn sách về sáng tạo bất quy tắc. Sáng tạo là cuộc săn, lúc là sói, lúc là cừu. Ngay đầu trang bìa của tác phẩm đã là một thông điệp ngộ nghĩnh như vậy. Một bức ảnh minh họa không thể ấn tượng hơn, một con vật nửa sói nửa cừu để nói về những phương án sáng tạo. Để gây ấn tượng mạnh hơn, tác giả khẳng định luôn, hãy vứt hết những định luật người ta thường trình bày để tập trung tìm ra giải pháp của vấn đề. Sáng tạo không biên giới là như thế, cảm giác được giải phóng hoàn toàn khỏi mọi giới hạn thật là tuyệt. Gì mà 8 sự thật, 12 nguyên tắc hay 10 suy nghĩ tinh hoa? Nhảm nhí, luật làm ra là để quên phát. Với tôi, mấy thứ đó chán ngắt, không sáng tạo, không có tư duy. Cho nên, trong cuốn sách này, thay vì liệt kê những giới luật, tôi viết một mạch mấy câu chuyện. Mấy câu chuyện này tôi khắc cốt ghi tâm và từ đó tìm ra bí kíp để sáng tạo như tư duy của thú săn mồi. Tóm lại là, hãy sáng tạo bất quy tắc, ứng dụng theo cách riêng của bạn. Đó cũng chính là thông điệp xuyên suốt quyển sách này và cả 3 cuốn sách trong tủ sách lập nghiệp quảng cáo mà ông tạo ra. Điểm qua một số mục lục có thể khiến độc giả chưa đọc cuốn sách này phải ngay lập tức tìm kiếm nó. Phần 3, 90% quảng cáo là quảng cáo. Phần 4, 1 là né dốt, 2 là hết dốt. Phần 6, giết gu đi, đừng cho nó đẻ trứng. Phần 9, trò chơi não người. Với 10 phần và một ngoại truyện, trong mỗi phần nhỏ lại có những câu chuyện được kể với lối hành văn dí dỏm, sâu sắc tương tự như những bài giảng của Tony buổi sáng. Ấn tượng nhất vẫn là cái kết thúc hết sức bất ngờ, khiến lối tư duy lối mòn của những tâm hồn bình dị phải ngẩn ngơ vì ngạc nhiên, ngoài những tràng cười thích thú. Tất nhiên là đặc thù một cuốn sách chuyên ngành về quảng cáo, nên cái tiêu đề bài viết cũng vô cùng ấn tượng. Những mục lục được liệt kê trên đây đã đủ khiến bạn phải tò mò. Nếu có, thật là tốt, ít ra bạn đã bị lừa. Vì sao một loạt những câu chuyện hay và hấp dẫn khiến chúng ta cứ phải ngấu nghiến, nghiền ngẫm nhiều lần? Tác giả kết thúc bằng một thông điệp, hãy tự học đi, sáng tạo không ai dạy được cho bạn cả. Và quả đúng là như thế thật, đó chính là bí kíp để trở thành độc cô cầu bại trong sáng tạo. Một cuốn sách vì muốn PR cho chính nó mà tác giả đã mời những chuyên gia, tác giả hàng đầu để viết lời giới thiệu.
Phần lớn nó được nằm ngay sau trang bìa hoặc lời nói đầu. Tuy nhiên, cuốn sách này thì không biết có phải cố ý hay không mà mấy trang đầu trống trơn, còn lời giới thiệu của một vài độc giả thì lại được đặt ở cuối trang cuối cùng của sách. Thật là một kiểu PR ngược, giống như một kiểu tự tin thái quá. Nhưng như thế mới là sáng tạo chứ. Lại thêm một lời khen quá thừa cho một cuốn sách đã nhận được quá nhiều lời khen. Lâu lắm rồi, tôi mới đọc được một quyển sách mà không muốn nó kết thúc. Không giáo điều, không luật lệ. Mỗi câu chuyện cho tôi một bài học thâm thúy từ trường đời của một bậc thầy về quảng cáo có vốn sống phong phú. Nếu bạn chỉ có ít thời gian thì việc đọc cuốn sách này sẽ khiến bạn được nhiều hơn là mất. Lời khen tặng thừa thãi nêu trên là của chị Lâm Hồng Lan, Group Communication Director thuộc OGV Group Việt Nam. Và còn nhiều lời giới thiệu khác nữa đến từ những độc giả trên Amazon. Người viết bài review này lại khen quá đà mất rồi. Xin kết thúc lời khen ở đây vậy. Bạn đang nghe audio review sách Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm, Sáng Tạo Là Bất Quy Tắc. Audio này được tài trợ bởi trang web thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Tác giả David Trott từng là chủ tịch công ty The Gate London thuộc tập đoàn The Gate Worldwide. Ông bắt đầu sự nghiệp quảng cáo của mình ở New York với các chiến dịch như Chào Tos Phải Hốt Toshiba, Olala Aristona, Liếm Lưỡi Lung Lay Vì Khát Pepsi và nhiều mẫu quảng cáo đặc sắc khác. Năm 2004, David được vinh danh thành tựu trọn đời trong ngành quảng cáo với sáng tạo với giải thưởng của chủ tịch D&AD. Ông hiện đang điều hành Greenleaf Trott, công ty quảng cáo được bình chọn là công ty quảng cáo của năm do tạp chí Campaign bình chọn và công ty quảng cáo sáng tạo nhất thế giới tại New York. Một khi dấn thân vào nghề sáng tạo, đồng nghĩa với việc ta đang tham gia một cuộc săn. Hãy săn và đừng để bị săn. Thông điệp ngắn gọn xúc tích mà David Short muốn truyền tải đến bạn đọc qua cuốn sách Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm. Không tồn tại một giọt lý thuyết học thuật hay khái niệm cứng đơ nào về marketing. Thay vào đó, nó hình thành nên dòng chảy những câu chuyện, những trải nghiệm sâu sắc của tác giả, giúp bạn đọc dễ dàng ăn nhập, thấm thía về triết lý, bản chất của sự việc, làm sáng tạo một cách giản dị và đời thường nhất. Về cách trình bày trong sách thì không phải văn xuôi cũng phải chẳng thơ. Từng mẫu truyện ngắn trong cuốn sách hiện lên một cách rất dị với lối trình bày độc đáo. Thôi rồi, viết xong một ý chấm phát lập tức xuống dòng. Nghe thì có vẻ hơi rối và khó hiểu, nhưng không, cách trình bày này của David Short đưa độc giả chạy theo đúng mạch cảm xúc của ông, bắt mỗi người phải ngấu nghiến, nghiền ngẫm từng câu chữ, cách hành văn của tác giả cho đến khi nào thông bằng được ý đồ mà David muốn truyền tải. Vừa đọc vừa rèn luyện sự tập trung, tóm gọn các ý thật logic. Sáng tạo luôn phải khác biệt. Cuốn sách này là minh chứng cho điều ấy. Từ cách đặt vấn đề đến triển khai vấn đề của David Trott mang đậm tư duy của loài săn mồi. Phải biết rình rập, khám phá, tỉ mỉ, nghiền ngẫm, không được đốt cháy giai đoạn, đợi thời cơ chín muồi rồi vồ lấy, nuốt cho bằng được, đó mới là sống. Hiện, ba cuốn sách trong tủ sách lập nghiệp quảng cáo của ông, Ngấu Nghiến Nghiền Ngẫm, Sáng Tạo Thần Sầu, Một Với Một Là Ba, đều đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Đây đều là những cuốn sách gây tiếng vang lớn trong ngành marketing nói chung và quảng cáo sáng tạo nói riêng. Điều tôi thích ở quyển sách này là những bài học ý nghĩa sâu sắc về sự sáng tạo, lồng ghép vào những câu chuyện kể rất bình dị, đời thường và thực tế. Không phải là những bản quy tắc, công thức gì cả, mà mỗi người sẽ tự hiểu và rút ra ý nghĩa cho chính mình. Có thể câu chuyện giống nhau, nhưng mỗi người đọc sẽ hiểu, thích và khai thác
theo một hướng khác nhau. Dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ. Thỉnh thoảng có thể lôi ra nghiền ngẫm, biết đâu sẽ có nhiều ý tưởng mới. Quyển sách này đã giúp tôi có cái nhìn nhạy cảm hơn về cuộc sống, về những điều đang diễn ra xung quanh, vì ẩn chứa sau mỗi sự kiện luôn là những câu chuyện mà mỗi người sẽ tiếp cận và khai thác theo những hướng khác nhau. Nếu ta biết nhìn sâu hơn ở vấn đề, tiếp cận ở nhiều khía cạnh khác nhau, thì tư duy sáng tạo của mình cũng sẽ phong phú hơn. Đã có quá nhiều lời khen dành cho cuốn Binh Pháp Tôn Tử Ngành Sáng Tạo này, vậy nên có thêm một lời khen nữa thì cũng không sao. Ngẫu nghiến nghiền ngẫm của David Trott thực sự là cuốn sách mà dân sáng tạo phải có để ngày càng bay xa, bay cao hơn trong lĩnh vực đầy hấp dẫn này. Bài review đến đây là hết. Bạn có thể mua sách qua đường liên kết tôi đặt bên dưới audio này. Cảm ơn.